Mến chào cả nhà nha. Thì mấy hôm nay trời mưa quá trời cả nhà ơi. Anh em làm cái lẩu mắm cá lồng tôm với cá chốt, anh em làm sương sương nha cả nhà. Anh em sẵn mời cả nhà mình luôn nha. Này cá này thì mấy anh chị ở gần nhà gỡ giải vớn á. Thì mấy ảnh thấy ngon quá chia mấy ảnh lại. Cá chốt này ngon quá anh, có trứng không nè? Chị mượn chị bằng sẵn cho mình luôn, rồi bây giờ mình rửa là mình nấu lẩu mắm. Cá lồng tôm ngày chị mới mặn đây gì thấy còn tươi quá nè Sơn. Tươi xanh luôn á. Này mặn gan lưới cũng có dính nữa nè. Này chỉ đậu vớn hả? Vớn mới nhiều à. Ngon quá ha. Hào luôn ha. Chốt còn bự bự không à? Muốn nu mà trứng không ha anh? Trứng đang mùa đẻ vậy nè ha. Mưa là con nào cũng có trứng chứ. Cái chốt này mình kho tiêu này cũng ngon lắm. Cái này kho tiêu tép mỡ đã ha. Với thêm mớ gạo luộc nữa là ăn thì con phải hết trơn luôn á. Hôm nay mình ăn kèm với cá lồng tôm, ăn lẩu mắm rồi. Cái này mình nấu lẩu mắm rồi cũng ngon lắm. Mưa này là mấy cái vớn là cá chốt dữ lắm. Mưa này cái cá nào mà cũng chạy cá. Chốt cá đủ thứ loại cá, chứ cái sặc cũng vô nữa. Thì cá sông mình á có bao nhiêu thì nó vô vớn. Hầu rồi sáng cá chê bự bự không, mà cá chê chê dạng như chi phi á, con nó bành bành không luôn. Đó dở dở là cái hàm luôn ha. Anh thấy cá này là anh phái rồi, anh không ăn cá chê bự quá. Cái này thì nhỏ thì mình làm được nhiều món. Thì chà muối á, phúc mình cho nó bớt mấy nhớt á, cá chốt cũng có nhớt. Cá mình làm nó còn nhớt nhiều ha. Rồi nó sạch nhớt cho nó bớt bán đi cái mùi tanh đó ha. Anh muối nè. Muối với chanh. Bóp cái muối với là cá nó sạch trơn nè, sạch nhớt luôn nè. Gà nó bóng lử luôn ha. Gà nó cá nó rít luôn á. Tại cá này nó đặc biệt của nó là nó phải có nhớt. Nó chốt mình nhớt nhiều lắm. Đang lật bông điên điển hả Sơn? Mấy cọng điên điển ra bỏ cọng nè. Bông điển thấy ngon quá ha. Bông điên điển nè. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa nè, bông điên điển đó. À, xíu điên điển nằm trong nồi đó mắm rồi. Mấy cái cọng nè mình cọng nhắc con nha. Chừa lấy cái bông ha, còn mấy cọng nó dài lắm mình bỏ đi. Mấy cọng này là mình phải lặt chứ. Thì mình lặt bỏ mấy cọng đi, mấy cọng nó dài lắm. Mình lấy pha điên điển thôi. Cái bông này. Cái này là cái pha mà anh gọi cái bông không vậy ta? Bông với ha cũng vậy à. À hai cái cũng như nhau vậy thôi ha. Nó phát âm khác nhau thôi. Bán quanh năm luôn đó, em thấy mấy cái lẩu mắm không? Trong mấy cái tiệm mà bán lẩu mắm là lúc nào cũng có chứ. Với bún cá này cũng có nhiều lắm nè. Ông điển mình ăn cái lẩu mắm với bún cá là ngon khỏi phải chơi rồi. Cá này chuẩn bị mình nấu lẩu nha Phúc. Và giờ bữa nay làm người nội trợ đảm đang nè. Sắp đẹp quá nè, ngay hàng luôn nè. Nhìn vô vẻ thấy hấp dẫn rồi ha. Đây cá lồng tôm với cá chốt. Cá chốt á thì nằm ngoài. Cá nằm tông á thì nằm trong. Mưa nữa rồi đó Phú ơi. Trời nãy giờ cũng mưa lâm râm hoài à. Trời lạnh này mà mình có cái lẩu mắm này là ấm lòng luôn rồi. Đây mấy con cá anh Sơn rửa rất là kỹ nha, rất là sạch luôn rồi nè. Cá
Cá này rửa qua muối với chanh là nó trắng tươi nha cả nhà. Em sắp cho nó đẹp đẹp chơi chút xíu à, phút nó cũng gấp hết trơn nha ơi. Cá này mình vừa nhúng vô lẩu mắm ha, cho nó vừa chín tới chút xíu á, ăn nó mềm nó ngon lắm. Này là mình thả vô là mình ăn liền ha. Đúng rồi, ăn cá mình tâm mình nó mềm lắm. Cá này nào giờ thì nó không có gặp lửa, gặp lửa là chín liền ha, chín lẹ lắm. Có mấy cái chốt này thì mình thả hơi lâu một chút ha, tại cái chốt nó bự hơn. Đúng rồi. Ở quê thì lâu lâu thì dở lú một lần nhìn thấy ham lắm cả nhà. Lú của người ta nha, chứ không phải lú của mình. Đúng rồi, lú của người ta, nhưng mà mình đứng mình coi ké thôi, mình cũng thấy ham nữa, thấy thích nữa. Lẩu mắm mình có hú qua nó sẽ ngon nha cả nhà. Hú qua mới bẻ luôn, nó non xèo luôn á. Qua nhà chồng hay sao? Qua chồng ở trước á. Ngon lạnh luôn rồi nè, mưa này chắc tốt cái lắm rồi nè. Qua là ông chồng không có phân gì trơn, lấy bọc bao lại là bảo đảm là không có con ông nào mà để chích cái hú qua mà hư trơn á. Mình thấy không, hộp còn nó xèo luôn thấy không? Lâm gâm mưa quá trời mưa luôn. Ôi cái ca này bự quá bự luôn. Uống luôn to đùng luôn ha. Lẩu mắm thì không thể nào mà thiếu cài được. Vô lẩu mắm là phải là nói là đúng bài luôn rồi. Cà hú qua. Cái này để bữa hai bữa nữa là nó già cũng rồi. Bữa nay ăn... hột nó cũng bữa nay vậy là vừa ăn rồi ha. Bữa nay hột nó cũng muốn có hột cứng vậy đó. Hột nhóc chân này. Cái này không ăn hai bữa nữa là làm giống luôn rồi. Chỉ rau mà ăn kèm với mắm của em hoành tráng luôn cả nhà ơi. Em có núm gom nè, cà nổ qua nè, bông súng nè, rau cần với bông yên điển, quá hoành tráng luôn. Để em nấu mời cả nhà thưởng thức nha. Đây, cá xả mình bỏ vô cái nước lẩu thôi anh sợ. Cho nó thơm. Đây, hiện tại thì trời cũng mưa rồi, có ồn thì cả nhà thông cảm nha. Tại anh em đang quay trời cũng đang trời mưa. Rồi, chuẩn bị bắt nước lẩu rồi Phúc ơi. Thơm dữ lắm. Càng thơm rồi đó anh. Sắp sắp sửa nước mũi à. Quá thơm. Ớt luôn, cho hút cay. Giảm nè, ớt nắm bụng nè, anh đá nè. Bây giờ mình cho nước dừa vô. Đây, nước dừa mình chặt xuống đây. Hai trái luôn ha anh. Hai trái luôn hết rồi. Chặt cái lỗ nó hơi nhỏ rồi, nó chảy hơi lâu rồi. Rồi, sao dừa chặt cái dừa này bị lỗi à.
có rồi nó dướng. Nước nhiều lắm á. Để nó bị dướng cái màu á. À, cái lỗ hơi nhỏ dướng cái màu lại ha. Nước hơi cũng chậm chút. Kể từ đây tới chiều còn đâu mà. Trời ơi, từ đây tới chiều chắc em đi về quá. Đợi ăn lẩu mắm rồi đấy, chiều thôi đi về luôn rồi. Wow, mình, nước nhiều quá nè. Giờ đợi cho nó sâu lên mình luộc mắm coi. Thôi đúng rồi. Thôi luộc mắm đi anh. Đây. Chén mắm này là mắm cá linh với cá sặc. Rồi giờ đây luộc. Tại sao mà nó kêu bằng con mắm Phúc? Tại vì nó xấu quá. Xấu như mắm, kêu bằng mắm mà hả? Đúng rồi anh ơi, cái con mắm này xấu quá. À, anh cho cá sặc nè, cá linh rồi cho nó thơm. Rồi anh để cho nó sâu lên cái nó gã mình được. Rồi mình nêm nếm là xong là mình xuống cái lẩu nha. Rồi nghe nói thôi đói bụng rồi đó. Nó đang sâu đó. Wow, đồ bếp này làm chuyên nghiệp quá ta. Đó, anh thấy không? Mắm sôi, giữ dàn sôi nè. Đây em cho gia vị hạt nêm với bột ngọt với đường. Cho cái nồng mắm của mình nó vừa ăn nha cả nhà. Em nấu theo kiểu thông thường của gia đình hàng ngày của mấy anh em nha cả nhà. Vì nó là mình nhúng rau với cá nó là ngon rồi đó. Đúng rồi, còn rau với cá nữa mà. Giờ mình cho nó sôi thiệt sôi cái mình cho xuống cái bếp nhỏ đi. Ăn mình trụng rau với mình nhúng cá. Ăn bếp nhỏ cho nó nóng dễ ăn ha. Đúng nóng rồi. Hoài vậy đó. Mình phải xuống bếp nhỏ thôi. Mời cả nhà ăn lẩu mắm với anh em nha. Mời cả nhà dùng lẩu với anh em. Mấy hôm nay trời mưa quá, anh em bữa nay nấu cái lẩu mắm ngon quá. Mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em. Đó, ngồi lên đây. Xôi vào bột luôn rồi nè. Để em xôi gạo vô. Thôi, điện điển vô anh, điển ngon lắm đó. Điện điển, có điện điển. Súng không? Có bông súng luôn. Từ sáng tới giờ không ngừng nổi. Anh em có ăn kẹp với bún cả nhà. Lẩu mắm thì ăn với bún là ngon này, cũng có thể ăn với cơm. Nhưng mà tại vì anh em thích ăn bún nên ăn bún cho nó ngon. Này chấm muối ớt hút. Ngon quá luôn à. Cái hành tông á mình bỏ vô mình canh canh mình ăn ngon. Cái gì chín tới ha. Đúng rồi. Chiếc lẩu thì nó thì nó chơi nó không có mặn mà khẩu vị nó vừa ăn mình à. Hai em nêm vừa ăn khẩu vị của anh em á. Vừa đó, vừa đó. À, điên điển này anh ơi. Ăn cái này là lấy chồng xa ít có về nhà lắm nè, điên điển á. Thank you.
Đây, cá tao mình bỏ cho nó mau chín lắm cả nhà. Thôi lên chút xíu là nó chín à. Đây. Chắc là cái muỗng vớt nó dính quá, gấp khó dính quá. Bữa trời mấy con điện với con súng rồi bỏ vô xíu nó cục rồi. Quá chết. Còn cái chốt chính này đây cả nhà. Cả nhà cái chốt nha. Ủa. Được á anh. Được mấy chỗ à. Ướt áo anh. Anh rồi mà vẫn còn nhiễu. Mấy hôm nay mưa rất nhiều ra cả nhà. Ở quê anh em thì mưa từ sáng đến chiều luôn. Chốt chín rồi, thịt nó mềm, nó béo quá anh. Chốt ngon á. Ngon ha. Im đúng luôn. Sáng mưa này mấy cái núm nở bự nè. Sáng mưa này bán mà chợ bán núm bự bự không à? Mở á. Đúng rồi. Này núm nãy sợ tôi sắc rồi sẵn nè, nó bự lắm. Chín rồi á. Còn chìm dưới chờ cái gì à? Cái muỗng múc à. Chứ gấp cũng dính. Ai. Như là bồng điển luôn. Cá nằm dưới nè. À. Cá không vừa lắm nè cả nhà. Cá chốt nè anh Sơn. Cá chốt còn ú bự không à. Cá không tầm à. Cá không tầm hả. Cá của này anh ngồi chứ mình mềm nè anh có đã. Đây còn mấy con cá lập tông nè, chơi thêm lập tông đi. Lập ăn ngon quá anh ơi. Chốt luôn ha. Chốt luôn. Tông cá chốt. Thì hỗn hợp luôn đi ha. Hai con cá lập tông với cá chốt này nó nấu đậm mắm này nó ăn nó mềm mà nó ngon mà nó béo nữa cả nhà. Hôm nào mà cả nhà mình ăn lẩu mắm cá lồng tông cá chốt mà thử đi, rất là ngon và đậm đà luôn, dễ làm mà ăn ngon nữa. Rồi đợi cho nó sôi vài phút. Trời mưa này mà ăn lẩu mắm này mà thấy sao nó thiếu thiếu gì anh Sơn ơi? Có ngay. Có luôn hả? Và quá đã luôn anh ơi. Đây là đới quê mình ha. Đây. Dạ mời các chú các bác dùng một ly ấm bụng với hai anh em. Đây mời cả nhà. Ngày lạnh lạnh này làm vài ly ấm ấm cả nhà ơi. Cho nó ngon miệng ha. Uống vô cái nó nóng trong người liền ha. Ngon ha. Trong khi chờ đợi cái lẩu nó mới bỏ cá vô đó mình làm ly ấm ha. Ấm luôn anh ơi. Cầm đi nữa nó mới ấm. Nó mới nóng máy lên. Bông điển này bông điển chín trước rồi nè. Mình vô là mình phải ăn mồi liền để nó đắng miệng. Ồ, cá lồng tông à. Rồi lửa lớn nó sôi sôi mà. Còn lắm cả nhà mình ơi. Món này thấy đơn sơ nhưng mà ăn rất ngon nha. Để
sầu lên chín rồi. Cá này nó nhắc lửa lắm. Thêm quà đi, quà với cà. Cà để chừng 3-4 ngày nữa chắc còn giống được luôn á. Dạ quá à, thấy anh cứng nó không ai cái này nhìn là biết rồi nè. Có đậu cần nha, đậu cần cho nó thơm thơm nữa. Đậu cần luôn. Để dừng thời cho anh đi để cá nó chín cái mình nhận xuống. Để gạo chín trước cá. Chút xíu à, chưa có đã phải không? Làm vài ly cho nó ấm bụng cho dễ ngủ ha. Trời mưa này biết đâu có làm gì được gì đâu, buôn bán cũng khó. Mưa này thì mình ra vườn thì xình được không à? Cũng ngại đi. Mưa này với trong nhà cái gì là ok quá ơi. Quá quý rồi ha anh. Anh em rủ nhau lại mình lai gai tâm sự ha. Quá là quý luôn. Trời mưa lấp gấp. Mưa sáng giờ cũng dài đó. Chút xíu kìa, nghỉ cái chút xíu kìa mưa hoài luôn. Nghe nói là bão hay gì đó. Ở quê mình thì bão cũng thường xuyên rồi. Mưa này quần áo này 3-4 ngày nữa là coi như là không khô luôn nha. Dạ, chắc mình ở nhà luôn, khỏi ở đâu luôn quá anh ơi. Rồi 3-4 ngày nay rồi nó còn ấm không. Sáng giờ không thấy ông mặt trời ra làm sao luôn. Sao mà hơi đồ được. Đó. Sao vậy thấy hả? Rồi, giờ mình làm cái nữa quá. Cái thì ăn cá tiếp tục ha. À ngon ha. Còn điển thì nó bỏ vô là nó chín liền. Anh có bỏ trái ớt này không vậy? Đây, em thích ăn cái chốt ở cái nhà, mà cái nhà còn cái chốt nha. Trời mưa này liu. Cái nồi lẩu liu. Trời ơi, trái ớt nó cay quá rồi. Ớt thấy nhỏ chứ nó cay lắm á. Đây, cái muỗng múc mới được các bạn. Cái hồng tâm mình lấy muỗng múc mới được ha. Còn cái tốt thì mình gấp được. Còn gấp nó không dính đâu. Anh em xin kết thúc video ở đây. Hẹn cả nhà lại video sau nha. Dạ, hai anh em xin mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài ạ. Dạ, hai anh em xin kính chào cả nhà.